Xin chào đón quý vị khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều của đài truyền hình IBC TV, được phát sóng tại hai miền Nam Bắc của tiểu bang California trên băng tần 57.19 và 16.12, cũng như trên trang mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi sứ ngôn viên Trang Lương và Hà Anh. Xin được gửi lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, cũng vẫn như thường lệ, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy điểm qua một số những nội dung chính đáng chú ý như sau. Hoa Kỳ khuyến cáo công dân chớ du lịch Ukraine. Washington cấm bảng tên đường Jamal Khashoggi trước tòa đại sứ Saudi Arabia. Chính phủ Joe Biden nới lỏng quy định liên quan đến khủng bố dành cho người tị nạn Afghanistan. Người Mỹ giảm chi tiêu ở cửa hàng và tiệm ăn trong tháng 5. Dùng AirTag để theo dõi, cuối cùng đã giết người bạn trai ngoại tình. Một phụ nữ đã bị bắt ở Indianapolis. Vâng, kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do sứ ngôn viên Hà Anh trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên ngày hôm nay đã cho biết Hoa Kỳ đã khuyến cáo công dân chớ du lịch Ukraine. Và tin cũng tiếp nói đã cho rằng giới chức thẩm quyền của Hoa Kỳ vừa xác nhận cho hay cựu quân nhân của Hoa Kỳ mất tích có thể đã bị quân đội của Nga bắt khi đang chiến đấu tại vùng chiến sự của Ukraine. Hai người này là Andy Tài Ngọc Quỳnh, công dân của Hoa Kỳ gốc Việt, cũng là cựu quân nhân thủy quân lục chiến, và Alexander Rookie, 27 tuổi, cựu chiến binh của Iraq, đã gia nhập đội quân ngoại quốc tình nguyện chiến đấu chống Nga tại Ukraine. Và trong khi đó thì Nga cũng đã bắt khi đang chiến đấu tại vùng chiến sự của Ukraine. Hai người này là Andy Tài Ngọc Quỳnh, công dân Hoa Kỳ gốc Việt, cựu quân nhân thủy quân lục chiến, và một người khác là 27 tuổi, cựu chiến binh Iraq, đã gia nhập quân đội ngoại quốc tình nguyện chiến đấu chống Nga tại Ukraine. Cả hai đã bị mất tích khi đang tham dự trận chiến ác liệt gần với biên giới của Nga. Thân nhân của ông Tài Ngọc Quỳnh là cư dân thị trấn Trinity thuộc tiểu bang Alabama hôm thứ Tư đã cho biết đã đi nhận được tin của ông lần cuối, tức là vào ngày 8 tháng 6 khi đang ở Carib, trong khi người mẹ của Rocky là bà Loy thì chưa nhận được tin tức liên quan đến con trai. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho hay đang theo dõi chặt chẽ vụ mất tích hai cựu quân nhân của mình, đồng thời khuyến cáo công dân Hoa Kỳ không nên đến hoặc nên lập tức rời khỏi Ukraine để không trở thành mục tiêu của tổ chức gián điệp Nga. Hồi tuần vừa qua thì một người Maroc và hai người Anh bị đưa ra tòa án của chính phủ ly khai được Nga hậu thuẫn, kết án tử hình bằng cách xử bắn vì đã cùng với binh sĩ Ukraine chiến đấu và chống lại lực lượng Nga xâm lược. Washington cấm bảng tên đường là Jamal Khashoggi Way trước tòa đại sứ Saudi Arabia. Tấm bảng mang tên là Jamal Khashoggi đã được cắm tại một đoạn đại lộ New Hampshire của Washington DC phía trước tòa đại sứ Saudi Arabia hôm thứ Tư. Khashoggi là nhà bất đồng chính kiến quốc tịch Hoa Kỳ gốc Saudi Arabia và là ký giả của tờ Washington Post, đã bị sát hại năm 2018 tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo như giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ, thì Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã đồng ý để đội quân bí mật thực hiện vụ sát hại Khashoggi vì thường xuyên chỉ trích chế độ cầm quyền tại Saudi Arabia. Hội đồng Liên lạc Hoa Kỳ và Tổ chức Hồi giáo CAIR hôm thứ Tư đã tham dự buổi lễ công bố việc đặt tên Jamal Khashoggi cho đoạn đường. Người đại diện của tổ chức CAIR cho rằng tấm bảng đặt tên đường mới sẽ giúp cho mọi người tưởng nhớ ký giả này, người được nhìn thấy lần cuối cùng hồi tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tổng lãnh sự Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức thẩm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thu được đoạn băng ghi âm vụ giết và chặt xác Khashoggi ra từng mảnh. Theo như Washington Post, Khashoggi đã chuyển đến vùng ngoại ô North Virginia năm 2017 sau nhiều lần bị chính phủ hoàng gia Saudi Arabia đe dọa.
Ông ta đã đến trụ sở Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul xin giấy chứng nhận để làm thủ tục tái hôn với kế hoạch trở về sinh sống tại Istanbul. Chính phủ của Joe Biden đã nới lỏng quy định liên quan đến khủng bố dành cho người tị nạn Afghanistan. Chính phủ của ông Joe Biden đã nới lỏng một số quy định miễn trừ liên quan đến khủng bố cho người Afghanistan di chuyển đã làm cho việc với chính phủ của Hoa Kỳ để họ có thể đủ điều kiện được hưởng quyền lợi của người nhập cư. Thông báo của Bộ Nội an Nội địa công bố vào hôm thứ Ba cũng nói rằng quyết định này cũng nhằm bảo đảm cuộc sống của các cá nhân chống lại sự cai trị của Taliban trước đây và không được qua Hoa Kỳ tiếp nhận vì một số lý do liên quan đến khủng bố theo luật nhập cư của Hoa Kỳ. Và DSS cũng cho biết việc miễn trừ sẽ được áp dụng theo từng trường hợp sau, tiến trình sàng lọc và xét duyệt. Các chính phủ của Hoa Kỳ trước đây đã viện dẫn thẩm quyền này để từ chối đơn xin tị nạn của người Afghanistan tại Hoa Kỳ vì liên kết với lực lượng Liban hoặc lực lượng dân quân Khatab thời kỳ nội chiến. Hơn 79 người Afghanistan đã được Hoa Kỳ tiếp nhận để định cư thông qua chiến dịch chào mừng đồng minh nỗ lực của chính phủ Joe Biden sau khi quân đội của Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan. Người Mỹ đã giảm chi tiêu ở cửa hàng và tiệm ăn trong tháng 5. Chi tiêu của người Hoa Kỳ tại các cửa hàng, nhà hàng, quán rượu trong tháng 5 đã giảm 0.3% so với tháng vừa rồi, chỉ còn 670 tỷ Mỹ Kim. Chỉ có doanh số bán lẻ ở các cửa hàng đại lý bán xe hơi và phụ tùng xe tăng 0.5% trong tháng 5, nhưng vẫn thấp hơn với mức trung bình là 0.8%. Phúc trình của các nhà nghiên cứu kinh tế cho thấy là các gia đình công dân Hoa Kỳ đã cắt giảm chi tiêu vì tỷ lệ lạm phát tăng vọt. Giá hàng hóa và dịch vụ thông thường tăng 8.6% trong tháng 5 đã đánh dấu tỷ lệ lạm phát nhanh nhất kể từ tháng 12 năm 1981, làm xói mòn mọi ước muốn thỏa mãn nhu cầu của các công dân Hoa Kỳ. Phúc trình của cuộc nghiên cứu cho thấy là người Mỹ cắt giảm chi tiêu mạnh nhất trong lĩnh vực mua sắm xe hơi và phụ tùng, tiếp theo là điện tử và máy móc, thiết bị kể cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trang trí nội thất. Mức chi tiêu tương đối không thay đổi tại các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, bán quần áo, vật liệu xây dựng và làm vườn. Và bản tin về công nghệ đã cho hay dùng AirTag để theo dõi, cuối cùng đã giết người bạn trai ngoại tình. Một phụ nữ đã bị bắt ở Indianapolis. Một phụ nữ đã sử dụng loại AirTag để theo dõi vị trí của người bạn trai vì nghi ngờ người này lừa dối và ngoại tình. Cuối cùng thì đã giết chết ông tại bãi đậu xe của quán bar tọa lạc tại thành phố Indianapolis của tiểu bang Indiana. Thưa quý vị, AirTag là thiết bị di động được thiết kế giúp mọi người xác định vị trí các vật dụng như chìa khóa và ví. Tuy nhiên thì Galen Morris, 26 tuổi, đã sử dụng vật này để theo dõi vị trí của người bạn trai tên là Andrew Smith tại một quán bar ở Indianapolis đầu tháng này. Morris đã nói với một nhân chứng rằng cô đã đặt thẻ AirTag trên xe của Smith và biết chiếc xe đang ở bãi đậu xe của quán bar. Các nhân chứng cũng cho biết Morris đã đối đầu và cãi vã kịch liệt với bạn trai cùng với một phụ nữ ở bên trong quán bar. Người chủ của quán bar đã yêu cầu họ ra ngoài và Morris đã lái xe ủi vào người đàn ông làm ông này ngã xuống đất. Morris sau đó đã lùi xe lại phía sau và chạy về trước cán qua người của nạn nhân lần thứ ba làm ông chết liền tại chỗ. Và Morris đã bị bắt và bị truy tố tội giết người. Sở cảnh sát của Indianapolis cũng cho biết Morris có thể thú nhận đã đặt chiếc AirTag trên xe của Smith, loại thiết bị được tung ra thị trường hồi tháng 4 của năm 2021, có thể được sử dụng để xác định vị trí người bị nghi ngờ. Hồi tháng Giêng thì người mẫu Sports Illustrated Ruth Nader cho biết họ cũng có người sử dụng thiết bị này để theo dõi việc di chuyển của cô ở thành phố New York. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Hà Anh và Trang Lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như bé trai 8 tuổi chơi trò trốn tìm ở Georgia bị kẹt chết giữa máy giặt và máy sấy. Chính quyền Miami lại tuyên án tử hình, gọi đó là hành động bắt buộc. Khu kinh doanh Lido Sài Gòn, Oakland của người Việt bị cướp phá, đột nhập, tấn công thường xuyên. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem. We'll be right back.
Hà Anh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Trở lại với phần tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC, phần Đài Loan đã cảm ơn ban tổ chức World Cup sửa thẻ ra vào và không gắn hòn đảo với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã lên tiếng cảm ơn hôm thứ Năm ngày 16 tháng 6 sau khi ban tổ chức World Cup là giải vô địch bóng đá thế giới ở Qatar đã xóa thông tin nhắc đến Trung Quốc trên thẻ ra vào cấp cho du khách Đài Loan. Thẻ này cũng có chức năng là thị thực nhập cảnh. Tất cả những người có vé xem World Cup đều phải đăng ký xin thẻ Haya dùng để nhận diện cổ động viên. Thẻ này cũng có tác dụng là thị thực để họ nhập cảnh vào Qatar. Nhưng chính phủ Đài Loan đã bày tỏ quan ngại sau khi phát hiện hệ thống nộp đơn trực tuyến không hề đề cập đến tên hòn đảo này. Đảo này đã được nêu tên trên danh sách là Đài Loan, tỉnh của Trung Quốc, cụm từ khiến cho chính phủ và nhiều người dân của Đài Loan tức giận. Tuy nhiên thì vào ngày tối 15 tháng 6, hệ thống bắt đầu nêu tên hòn đảo một cách ngắn gọn là Đài Loan, đi cùng với lá cờ của Đài Loan. Sự việc này ghi dấu một chiến thắng hiếm hoi của Đài Loan tại đảo quốc này. Chính phủ và nhiều người dân rất nhạy cảm trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hai cảnh sát viên can thiệp vụ bạo hành gia đình đã bị bắn chết ở El Monte. Hai cảnh sát viên gồm một người có thâm niên hoạt động 22 năm và một tân binh đã bị bắn chết tại thành phố El Monte của Los Angeles vào chiều thứ Ba. Nghi can nổ súng cũng đã chết trong vụ này. Sở cảnh sát của El Monte vào hôm thứ Tư đã cho biết hai cảnh sát viên của họ là Michael Paradis và Joseph Santana đã nhận được điện thoại yêu cầu can thiệp vụ bạo hành gia đình xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều tại một nhà trọ ở thành phố. Cả hai đã bị phục kích đột ngột khi vừa đến nơi, bị trúng nhiều phát đạn, đã qua đời tại bệnh viện. Nghi can nổ súng bắn chết hai cảnh sát viên, sau đó đã chạy vào bãi đậu xe của nhà trọ để tự thú, cuối cùng cũng bị bắn chết trong cuộc đối đầu với lực lượng cảnh sát tiếp viện. Theo thị trưởng của El Monte là Jessica Ancona, thì ông Michael Paradis có 22 năm thâm niên làm việc, sống với vợ và hai đứa con. Cảnh sát Santana cũng sống với vợ, con gái và hai con trai sinh đôi. Hung thủ nổ súng tên là Flores năm 2009 đã bị kết án là 16 tháng tù vì tội trộm cắp xe hơi. Một bé trai 8 tuổi chơi trò trốn tìm ở Georgia đã bị kẹt chết giữa máy giặt và máy sấy. Cảnh sát quận Thomas hôm thứ Sáu đã xác nhận cái chết đáng tiếc của một bé trai 8 tuổi tên là Wang Le Hendrick, cư dân của Jaguar của tiểu bang Texas, trong khi chơi trò trốn tìm lúc đến thăm nhà của một người thân ở Coolidge, Georgia. Cậu bé đã chui vào khoảng trống của giữa máy giặt và máy sấy đặt trong nhà, bị kẹt cứng đến mức không thở được. Người trong nhà đã phát giác sự việc, tìm cách đưa cậu bé ra ngoài hô hấp nhân tạo nhưng đã quá muộn. Các nhân viên y tế cho biết là cậu bé chết khoảng 7 giờ rưỡi tối, đang chờ được giảo nghiệm tử thi để chính thức kết luận nguyên nhân gây ra cái chết. Quang Lơ là học sinh lớp 2. Trong khi đó, thì chính quyền của Myanmar lại tuyên bố tử hình, gọi đó là hành động bắt buộc. Nhóm thủ lĩnh quân đội cầm quyền ở Miến Điện hôm thứ Năm ngày 16 tháng 6 đã biện hộ về kế hoạch hành quyết hai nhân vật dân chủ nổi tiếng, cho rằng đó là việc hợp pháp và buộc phải làm, bất chấp những chỉ trích quốc tế về việc Miến Điện tuyên án tử hình trở lại sau 3 thập kỷ không áp dụng. Liên Hiệp Quốc, Pháp, Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế mới đây đã kêu gọi chính quyền của Miến Điện không hành quyết nhà hoạt động Khieu Man Yu và cựu nhà lập pháp Phil Zerator, những người đã bị xử y án trong phiên phúc thẩm về tội danh khủng bố. Họ bị tòa tuyên phạm về tội cung cấp vũ khí và giúp tổ chức các cuộc tấn công của các nhóm kháng chiến vào các mục tiêu là cơ sở của nhà nước. Không rõ khi nào họ sẽ bị xử tử hay họ đã tranh biện thế nào trong các phiên xét xử, mà hầu hết đều bị nhà cầm quyền tiến hành theo hình thức xét xử kín. Người phát ngôn quân đội là Zhao Mingtu cũng cho biết đã có nhiều quốc gia áp dụng án tử hình. Khu kinh doanh Lido Sài Gòn, Auckland của người Việt bị cướp phá và đột nhập, tấn công thường xuyên. Đa số là chủ cửa hàng mua bán kinh doanh tại Lido Sài Gòn của Auckland thuộc tiểu bang California là người gốc Việt, cho biết là đã rơi vào tình hình khó khăn vì số vụ cướp phá có vũ khí, hành hung, tấn công thường xuyên xảy ra. Lily Quách, sở hữu chủ nhà hàng Cẩm Hương ở trung tâm Lido Sài Gòn, cho biết là bị căng thẳng và sợ hãi suốt thời gian qua vì số vụ cướp bóc xảy ra ngày càng nhiều và ngày càng tàn bạo, dã man.
Oanh Trinh, sở hữu chủ cửa hàng bán thuốc lá Lucky, đã bị cướp đến 7 lần vài tháng qua dù đã đóng ván ép che kín cửa sổ phía trước. Không chỉ bị cướp đột nhập lấy tiền hàng hóa, cửa hàng của bà Oanh Trinh còn bị một số người đàn ông hung hăng lái xe vận tải tông vào ít nhất là 3 lần, làm hỏng tất cả mọi thứ ở bên trong. Ông Thịnh Lê thì buộc phải ngủ trên sàn cửa hàng vàng bạc Kim Việt sau khi bị cướp đột nhập 10 lần trong vòng 1 năm. Thịnh Lê cho biết là đang sống như ở tù, không còn được tự do và lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi. Gần 20 sở chủ hữu của các cửa hàng kinh doanh tại Lido Sài Gòn của Oakland đã gặp nhau sáng thứ hai để kể câu chuyện và chia sẻ các đoạn băng video giám sát các vụ đốt phá, tấn công, nỗ lực thu hút sự chú ý của giới chức thẩm quyền về sự an toàn của cộng đồng, giống như cách khu phố tàu của Oakland đã làm. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Cộng sản Việt Nam phóng thích công dân Úc đang bị giam bất hợp pháp. Luật sư Michael Parkland là giám đốc công ty pháp luật đang làm việc với luật sư Đan Nguyên ở Sydney, thay mặt cho ông Châu Văn Khảm, nhà hoạt động dân chủ người Úc 71 tuổi, bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt hồi tháng Giêng năm 2019 vì bị kết án 12 năm tù vì tội khủng bố, đã tham dự phiên điều trần vừa hoàn tất phúc trình tố cáo Hà Nội không tuân thủ các quy định quốc tế trong vụ bắt giữ ông này. Tháng 4 năm 2021, nhóm luật sư biện hộ cho ông Châu Văn Khảm đã đệ trình đơn kiện tại Tổ chức Pháp luật của Liên Hiệp Quốc để tố cáo Việt Nam giam giữ tùy tiện, cấm bị cáo tiếp xúc với luật sư và thủ tục xét xử 6 bị cáo chỉ kéo dài 5 tiếng đồng hồ, thiếu bằng chứng buộc tội, xét xử không công bằng và vi phạm công pháp quốc tế. Sau khi xem xét kỹ trường hợp của ông Châu Văn Khảm, nhóm công tác pháp lý của Liên Hiệp Quốc đã kết luận rằng việc giam giữ ông là tùy tiện và bất hợp pháp theo luật quốc tế và yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam ngay lập tức phóng thích đối với ông vô điều kiện. Họ cũng xác định rằng ông Châu Văn Khảm bị bắt mà không có lệnh, vi phạm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, không có cơ sở pháp lý việc tạm giam ông trước khi xét xử, bị cưỡng bức giam giữ tại nơi bí mật không cần thiết, tước đoạt quyền tự do của ông. Quận Las Vegas của California đã phạt khách hàng sử dụng nước lãng phí. Quận Las Vegas, đông cư dân thuộc tầng lớp giàu có ở dãy núi Santa Monica, đã bắt đầu phạt tiền khách hàng không tiết kiệm nước để hạn chế việc lãng phí sử dụng. Theo như hệ thống thông tin hạn hán quốc gia, thì khoảng 66.4% diện tích tiểu bang California đã phải đối phó với tình trạng hạn hán suốt 10 năm qua. Las Vegas, 75.000 cư dân là khu vực sinh sống của những người nổi tiếng chuyển đến trong những năm gần đây. Bất chấp lời kêu gọi tiết kiệm nước, nhiều người dân có khuynh hướng là sử dụng nước quá mức vì đối với họ thì tiền không phải là yếu tố cản trở, buộc họ phải tiết kiệm. Theo như Dave Pusdeson, viên chức quận Las Vegas, thì khoản tiền phạt việc sử dụng vượt quá 748 gallon nước mỗi tháng bắt đầu từ 2.50 đến 10 Mỹ Kim mỗi gallon. Các gia đình bị phạt 3 lần có thể bị hạn chế lưu lượng nước sử dụng bằng cách là làm chậm tốc độ nước đi qua ống dẫn. Cơ quan cung cấp dự tính sẽ lắp đặt hệ thống đo nước để khách hàng theo dõi lượng nước sử dụng để tự tiết kiệm. Theo như Viện Môi sinh Stanford Good, các nhà nghiên cứu của tiểu bang California đang nghiên cứu phương pháp sử dụng lại các tầng chứa nước ngầm để có thêm nguồn nước cung cấp đang bị cạn kiệt. Và kính thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV. Xin ngô miên Trang Lương và Hà Anh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Vâng, và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm và cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100, trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865 và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hà Anh và Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình đặc sắc khác.
Thank you.